chào các bạn. Như là đã thông báo ở trên fanpage của chúng tôi và tôi đã có một cái quyển brochure điện tử về thông tin của tất cả các tác phẩm ở trong chương trình ngày hôm nay để các bạn xem. Thì nếu mà các bạn có thể download trên internet hoặc là trước hoặc sau chương trình để biết về nội dung của các tác phẩm đã được sẽ được trình diễn trong ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng tôi có một cái buổi trò chuyện nhỏ giữa các nghệ sĩ về những cái tác phẩm sẽ được trình diễn trong chương trình này. Các bạn đã phải trăn trở như nào, đã phải có cái gì ở trong từ mỗi tác phẩm của những người. Cái phần một của chương trình ngày hôm nay thì là bộ ba vở opera rất là nổi tiếng của Verdi là Rigoletto, Trovatore và La Traviata. Ba cái tác phẩm này thuộc về cái thời kỳ giữa, thời kỳ sáng tác thứ hai của Verdi. Nó đã lúc đấy Verdi đã hoàn toàn là chín muồi về kỹ năng sáng tác và đã thoát khỏi cái sự ảnh hưởng của những cái nhà soạn nhạc trước đó, nhà soạn nhạc của Italo Canto. Cái vở opera đầu tiên trong xuất hiện trong cái chương trình này là cái vở Rigoletto, cái trích đoạn La Donna e Bovide. Thì đây là một cái trích đoạn opera cực kỳ nổi tiếng, có lẽ là đối với cái nghĩ rằng đây là cái aria nổi tiếng nhất của Verdi, và nó không chỉ nổi tiếng trong thế giới nhạc cổ điển mà thậm chí nó đã vượt qua cả cái ra khỏi thế giới văn hóa đại chúng. Bạn có thể thấy rất là nhiều những cái phim ảnh hoặc là những cái thậm chí những cái clip hoặc trích đoạn quảng cáo có sử dụng cái bản aria này. Cái aria này nói cái aria này thì nhà soạn nhạc Stravinsky đã từng nói rằng là tôi thấy có nhiều chất lượng sáng tạo thực sự của nó còn hơn cả sự khoa trương om sòm của bộ Ring của Richard Wagner. Richard Wagner là đối thủ của Verdi và ông ấy sáng tác ra những cái vở opera rất là đồ sộ, 4 màn và rất là dài. Thì cái aria này ngay từ đầu nó đã nổi tiếng đến mức mà Verdi khi mà đã viết ra cái vở cái aria này, ông ấy đã biết chắc rằng là nó sẽ được yêu thích, và ông ấy yêu cầu rằng là cái giọng tenor mà sẽ hát cái aria đấy trong cái buổi công diễn đầu tiên thì sẽ phải tập bí mật riêng và không cho toàn bộ đoàn diễn viết. Và y như rằng ngay sau cái đêm công diễn thì tại nhà hát La Fenice của Venice thì toàn bộ ngày hôm sau các người lái đò gondola ở trên sông các dòng sông của Venice đã hát cái giai điệu lên cái giai điệu của cái bản aria này, và từ đấy nó nổi tiếng trên khắp cả thế giới nhạc cổ điển. Thì trình diễn cái aria này hôm nay là bạn Đức Tùng. Bạn có thấy trình diễn một cái tác phẩm nó rất là nổi tiếng như vậy, bạn có cảm thấy tự tin khi trình diễn nó? Đầu tiên thì xin cảm ơn chương trình và cảm ơn người đã đến tham dự chương trình của mình ngày hôm nay, nhóm mình. Hôm nay thì mình đến với chương trình với một tác phẩm aria là tựa đề La Donna Mobile. Thì đây là một tác phẩm rất là khó, và đã 6 năm rồi mình mới cảm thấy ngày hôm nay là mình mới dám chinh phục được một tác phẩm khó như vậy. Và mình luôn sẽ cố gắng hết mình để đem những cái sản phẩm hoàn hảo nhất để cho tất cả khán giả đã yêu thích cái bộ opera này. Xin cảm ơn. Vâng, và cái tác phẩm thứ hai ở trong cái bộ Ricciocchiap, chúng tôi hay gọi tắt là Ricciocchiap, có nghĩa là Rigoletto, Introvatore và La Traviata, là cái vở Introvatore. Introvatore về độ nổi tiếng có lẽ là hơi kém phổ biến hơn so với Rigoletto và La Traviata, bởi vì La Traviata là viết từ cái vở Tràng Hoan Nữ của cái tiểu thuyết Tràng Hoan Nữ của Alexander Dumas, còn Rigoletto là từ một cái vở kịch của Victor Hugo. Thì thực ra nội dung của cái vở opera Introvatore có lẽ là nó sẽ rất là nhiều nghệ sĩ opera nó còn nói rằng là nội dung của nó khá là ngớ ngẩn, có rất là nhiều những cái tình tiết phi lý. Tuy nhiên là cái âm nhạc của nó thì rất là đẹp, nó thậm chí với cá nhân tôi thì cái âm nhạc của Introvatore nó hoàn hảo, nó cân đối hài hòa nhất so với bộ ban này. Và có một cái điểm thú vị mà có lẽ là rất là nhiều những cái bạn yêu thích Verdi chắc là cũng biết, là cái vở opera này vốn ban đầu nó có cái tên là La Zicara, có nghĩa là người phụ nữ di cư. Tức là Verdi khi mà ông ấy xem cái vở kịch gốc, ông ấy cảm thấy rất là thích cái nhân vật người phụ nữ di cư,
cái nhân vật bà mẹ. Đây là một cái nhân vật vô cùng rất là thú vị, rất là phức tạp và có thể coi và ông ý, chính vì điều đó ông ý yêu thích đấy, ông ý dành rất là nhiều tâm huyết cho cái vai diễn này. Và đây cái vai diễn Azucena, tên của cái nhân vật đấy, là một trong những cái vai diễn có thể coi là vai diễn khó nhất của trong dành cho giọng mezzo của Peggy. Cái vai diễn nó cực kỳ là nhiều thách thức, không chỉ là về kỹ thuật thanh nhạc, không chỉ là về âm vực, mà kể cả những cái chiều sâu tâm lý lẫn những cái rất là phức tạp trong trong cái người phụ nữ này. Bà ấy có một người mẹ, và người mẹ ấy đã từng bị trong quá khứ bị vu oan là phù thủy và giết một cái người con của một vị công tước, và bà ấy đã bị đưa lên giàn thiêu. Và cái người phụ nữ đấy mỗi lần nhìn cái giàn thiêu, nhìn thấy những cái ngọn lửa đều hình dung, đều ám ảnh lại cái hình ảnh mà người mẹ mình bị thiêu sống trước mắt mình trước đây. Nó rất là đáng sợ và rất là khủng khiếp. Thì hôm nay bạn Minh Hồng, bạn là một người sẽ thể hiện cái aria Tri de la Vampa, aria mở đầu của cái nhân vật Azucena. Mình xin phép được hỏi Hồng là bạn khi mà tập cái aria này, và cái vai diễn này vốn là một vai diễn rất là khó đúng không ạ, thì bạn có gặp phải những thách thức gì? Xin chào tất cả quý vị khán giả. Vừa rồi thì quý vị cũng đã được nghe anh Hải đã kể qua về nội dung của vở nhạc kịch Intro và Tore, và cụ thể là cá tính của nhân vật Azucena. Và cá nhân mình thì thấy đây là một nhân vật rất là khó. Bản thân mình vẫn còn đang là sinh viên và còn đang theo học hệ đại học. Thực ra đây là một tác phẩm rất là khó để những sinh viên mà còn đang học để có thể thể hiện được hết cái thể hiện thành công được cái tác phẩm đó. Cái điều mà mình cảm thấy khó nhất ở trong cái aria lần này mình diễn đó là cái kỹ thuật light green, bởi vì chính cái kỹ thuật đó nó sẽ làm nổi bật lên cái không gian, cái bối cảnh, tạo cho khán giả có thể cảm nhận được là cái sự thổn thức, cái sự mà uất hận ở trong cái con người của nhân vật Azucena. Cái điều mình cảm thấy khó, rất khó đó là làm sao bộc lộ được cái tâm lý rất là phức tạp của nhân vật đó. Xin cảm ơn Hồng. Hồng có biết rằng là Gandhi là có làm gì bản thân ông Gandhi không? Theo mình được biết thì bản thân ông Gandhi là giọng baritone. Giọng nam trung. Thực ra thì Gandhi viết rất là nhiều về cá nhân mình. Gandhi viết ra những cái giai điệu đẹp nhất dành cho baritone. Bởi vì bản thân ông ấy có, như mọi người đã biết, là Gandhi có giọng baritone, và những cái giọng khác ông ấy viết thì là ông phải tưởng tượng. Nhưng mà baritone thì ông ấy viết là bản thân ông có thể hát lên được chính những cái aria để ông ấy viết. Và đối với cái giọng nam trung dành cho opera của Gandhi, người ta có một cái từ là baritone nobile, có nghĩa là những cái giọng nam trung quý phái. Hôm nay thì chúng tôi có bạn Quốc Trí, bạn ấy sẽ hát một cái bản, một cái chính đoạn baritone trong vở Intro Cantore. Thì có lẽ là đây là lần đầu tiên là Trí hát một aria của Gandhi đúng không? Thì tôi nhớ trong một cái bài phỏng vấn của một nghệ sĩ opera nổi tiếng, thì ông có nói rằng là Gandhi viết cho tenor rất là khó, viết cho soprano rất là khó, nhưng mà ông ấy viết cho baritone dễ thở hơn rất là nhiều. Thì Trí khi mà tập các aria này thì Trí thấy thế nào? Trí có thấy dễ thở hơn như giờ? Em cảm ơn câu hỏi của anh. Lời đầu tiên là cho phép em xin được gửi lời chào đến toàn bộ các quý vị khán giả ở đây và các quý vị khán giả đang theo dõi sóng live stream ạ. Trả lời câu hỏi của anh thì đối với cá nhân em ấy, khi mà bắt đầu tập trích đoạn aria này thì thực sự là cái cảm nhận đầu tiên của em ấy là không có chỗ nào để thở cả. Tại vì nó đòi hỏi một cái sự khai thác tối đa giọng baritone này, sự liền mạch về âm thanh, về hơi thở, rồi các cái nhảy quãng rất là đột ngột, và có những cái đoạn mà treo ở những cái cao độ mà tương đối là cao so với baritone, thì đối với em nó là một cái thách thức rất là lớn, và em nghĩ rằng nó không hề dễ em thứ nào. xin cảm ơn chia sẻ của Trí. Cái tác phẩm cuối cùng sẽ xuất hiện ở trong cái buổi concert này của Verdi,
trong phần 1 là một cái trích đoạn vô cùng nổi tiếng, là như ban nãy tôi đã giới thiệu rằng là cái vở La Traviata được viết trên cái cảm hứng cái tiểu thuyết Chàng Văn Ngữ của Alexandre Dumas. Cái nội dung nó gần như là theo cái nội dung đấy, và cái vai diễn này là một cái vai diễn mà hầu như tất cả các giọng soprano, tức là các prima donna, tức là những cái nghệ sĩ mà opera nổi tiếng giọng nữ cao, họ rất là yêu thích được diễn bất kể họ ở loại giọng nào, dù là trữ tình hay là màu sắc hay là kịch tính, bởi vì cái nhân vật này nó có rất là nhiều cái điểm thú vị để mà khai thác. Bạn Minh Mẫn hôm nay sẽ là trình diễn cái trích đoạn, cái cảnh cuối của màn 1. Đây là một cảnh rất là lớn, cảnh khoảng phải hát của mình khoảng tầm hơn 10 phút, nó có thể cái độ dài của nó bằng 3 aria thông thường. Đây là một cái aria tương đối là khó, và cái trong cái concert đầu tiên chúng ta thì chắc là các bạn cũng còn nhớ rằng là Mẫn đã hát cái Ario del Passato cho cái aria ở màn 3 của Violetta, cũng là của La Traviata, và lần này thì bạn lại hát cái trích đoạn khó hơn rất là nhiều, cách thức khó hơn rất là nhiều. Và tôi xin chia sẻ một chút rằng là trong cái quá trình tập bài, và tôi thậm chí là tôi hay gọi rất hè gọi đùa Mẫn rằng là bạn là Violetta, Violetta hôm nay làm gì Violetta. Bạn ấy gần như là nhập vào cái Violetta này rằng thì bạn có thể chia sẻ chút gì về cái cảm nhận của bạn về cái nhân vật này hoặc là về cái trích đoạn của bạn hát? Xin chào tất cả các bạn. Thì mình có một đôi chút chia sẻ về cái trích đoạn mình sẽ hát cũng như cảm nhận của mình về cái tác phẩm này. Thì nếu như các bạn có theo dõi cái concert trước của bọn mình thì mình có hát cái trích đoạn Addio del Passato là cuối vở. Là lúc đấy là cái cô nhân vật Violetta, cô đấy sắp chết vì bệnh lao rồi, và người yêu cũng từ bỏ cô mà đi, cho nên là cho nên cái tâm trạng lúc đấy là mọi thứ đã sụp đổ và rất là đau khổ rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình lại hát cái trích đoạn ở đầu vở, thì cái trích đoạn đó thì nói về cái tâm trạng của một cô kỹ nữ. Bình thường thì cuộc sống bình thường cô đấy thì là xa hoa và buông thả với những bữa tiệc với các chàng trai, rất là phù phiếm, rất là buông thả. Nhưng mà trong bữa tiệc thì cô ấy gặp được một cái anh chàng quý tộc tỉnh lẻ, và cô đã phải lòng anh chàng đó. Thế nhưng mà sau khi mà rời bữa tiệc thì có một mình cô đã rất là xao xuyến, rất là tổn thức, và có những cái đấu tranh tâm lý giữa hai cái ý nghĩ. Một là mình rất là yêu anh đấy, mình đã có cái tình cảm nhen nhóm với một chàng trai mà trước nay mình nghĩ là với một người như mình thì mình không bao giờ có thể yêu được một ai, và không bao giờ có thể có ai yêu mình cả. Thế nhưng mà đối lập với nó lại một cái thứ cảm xúc khác, đó là không, cuộc sống tự do như thế này, cuộc sống tự do như này đã là quá là ổn rồi. Mình không xứng đáng với tình yêu đấy, thành ra mình không xứng đáng với cái việc mình được yêu một ai đó, mình được dành tình yêu với một ai đó, hay là có một cái tình yêu đẹp với một ai đó. Mình không xứng đáng, cuộc sống tự do như thế này đã là được rồi. Thì cái sự đấu tranh tâm lý đấy nó rất là giằng xé. Thì cái trích đoạn Sempre Libera dài khoảng hơn 9 phút đó thì là một cái thử thách rất là lớn đối với mình, tại vì thực sự mà nói thì cái kỹ thuật của mình thì nó vẫn chưa phải là hoàn thiện. Nhưng mà anh Hải đã từng nói với mình là miễn là em hãy hát bằng trái tim em, miễn là em hãy trung thành với bản nhạc, miễn là em hãy cảm nhận âm nhạc bằng chính bản thân em. Còn vấn đề kỹ thuật là thời gian. Có thể em là giọng con kiến, em phải hát một bài con voi, nhưng mà không sao, nếu phải hát nó thì em hãy hát bằng giọng con kiến, chứ không cố gắng để trở thành một con voi. Thì mình đã cố gắng để hết sức có thể với khả năng của mình hiện tại để mình hoàn thiện cái tác phẩm của mình. Và mong là các bạn sẽ cũng cảm nhận được cái tiếng lòng, cái sự đồng cảm của mình dành cho nhân vật khi mình toát ra trong tác phẩm mình sẽ thể hiện sau. Rất là cảm ơn sự chia sẻ của tất cả các bạn. Thực ra thì
cái phần talk show này, cái phần này mình muốn để cho khán giả biết được rằng là bản thân mỗi nghệ sĩ người ta đã nghĩ gì, họ muốn cảm nhận cái gì về mỗi tác phẩm. Nó không đơn thuần chỉ là đọc lên mỗi một cái nốt nhạc, những cái nốt nhạc ở trên trong cái bản nhạc, mà họ có mỗi người có một cái cá tính khác nhau, có một cái tâm hồn khác nhau và họ thể hiện nó ở trên cái như thế nào. Thì tất nhiên quan trọng nhất vẫn là hát, vẫn là biểu diễn, người ta cũng phải là việc nói ra khiến cho mình nghe. Tuy nhiên là những chia sẻ này hy vọng là cho các bạn những cái hiểu nhất định về cái công việc của một nghệ sĩ, nhất là một nghệ sĩ opera. Và sau đây thì tôi sẽ xin phép được cái bắt đầu cái concert chính thức. Thank you.
xin phép được bắt đầu cái buổi giao lưu trực tuyến với các bạn, và hy vọng chúng tôi nhận được các câu hỏi của các bạn ở trong trên tham gia cái live stream trực tuyến này. Chúng tôi có nhận được một số câu hỏi. Trước tiên là tôi muốn dành cái câu hỏi đầu tiên của cá nhân tôi dành cho anh Phúc, bởi vì là đây cũng là cái câu hỏi mà có lẽ là một số bạn cũng thắc mắc khi mà đọc cái program, cái chương trình ngày hôm nay, là tại sao chương trình về Verdi và Puccini và cái phần ở giữa lại có một cái trích đoạn của Georg Gershwin, một trích đoạn solo, thì tại sao anh lại lựa chọn cái tác phẩm này? Thứ nhất là lý do vì sao tôi lựa chọn tác phẩm The Man I Love. Thì trong chương trình này, đối với tôi nó là Verdi và Puccini, nhưng mà với tôi thì cái đề tài quan trọng nhất là đề tài về tình yêu. Và những cái phần, mình nghĩ là cái phần âm nhạc, nếu như mà có một cái phần khí nhạc trong đó thì phần khí nhạc cũng nên phản ánh cái chủ đề đó. Và với tôi thì tôi nghĩ ngay là ok, với cá nhân mình thì có cái bài nào mà bài nào về tình yêu mà nó liên quan với mình một chút ấy, thì đối với tôi nó là The Man I Love. Chỉ một nửa giây, không nói nhiều, tất nhiên là tôi sẽ lựa chọn tác phẩm đó thôi. Nhưng vì sao lại là Gershwin trong một phần chương trình nói về Puccini, thì có lẽ tôi có một cái chia sẻ này. Đây là một điều tôi cũng học được khi mà luyện tập tác phẩm của Puccini. Tức là Puccini sống ở một cái thời kỳ mà lúc đó opera ở những nước Tây Âu chẳng hạn. Chẳng hạn như ở Pháp người ta đang nghe Pélias et Mélisande de Debussy, ở Đức người ta đang nghe Wozzeck, đang là thể 12 âm, tức là âm nhạc đang rất là hiện đại hóa ở các nước khác. Thì ở Ý thì Puccini lại chọn một cái phương pháp khá là, lại một cái phong cách khá là, có thể nói là traditional, có thể nói là tương đối là thuần chủng Ý, cho nên là nhiều bạn học âm nhạc có thể không để ý đến Puccini trong cái chương trình, về lịch sử âm nhạc, mọi người quên mất Puccini, bởi vì Puccini lại là một người hoài cổ trong một cái thời mà âm nhạc nó đang rất là hiện đại. Tuy nhiên có một điều là Puccini mặc dù có thể không viết theo cái phong cách đó, nhưng mà Puccini rất là hiểu về những cái biến đổi âm nhạc đang diễn ra vào cái thời kỳ đấy. Và lý do mà tôi chọn George Gershwin cũng là để bộc lộ một cái phần nào đấy, mà một cái gì đó hiện đại mà Puccini mang đến trong âm nhạc, đó là cái chất nhạc phim. Đối với tôi thì tôi muốn chẳng hạn như là aria của Doretta trong Rodine thì rõ ràng thì có những cái hợp âm nó rất là có tiếng nhạc phim chẳng hạn. Madame Butterfly hoặc là Der Fanciulla den West, tác phẩm có Che la mi creda, thì rất là có màu Debussy vân vân. Thì tôi muốn chọn một cái tác phẩm mà thể hiện một cái khía cạnh để thấy là cho thấy là Puccini nhận thức được về những cái tính hiện đại trong âm nhạc ở những cái nơi khác. Tôi có một cái thành viên gửi câu hỏi cho bạn Trang Bùi ạ. Câu hỏi là mình muốn hỏi riêng bạn Trang Bùi, bạn Nguyễn Hàng Giang hỏi. Mình muốn hỏi riêng bạn Trang Bùi vì thấy chị luôn có phần diễn rất là tuyệt bên cạnh phần hát. Vậy chị nghĩ thế nào về tầm quan trọng của việc diễn xuất đối với một ca sĩ opera? Câu hỏi của bạn Nguyễn Hoàng Giang. Xin cảm ơn những lời động viên mà bạn Hoàng Giang dành cho mình. Trang Bùi nghĩ rằng là với một nghệ sĩ opera thì cái phần diễn xuất rất là quan trọng. Đấy, tại vì ngoài cái giọng hát, thực ra trong giọng hát cũng có thể truyền tải được cảm xúc về cái nội dung của nội tâm của nhân vật rồi, nhưng mà nếu mà thể hiện được bằng cái diễn xuất của mình thì khán giả xem sẽ có cái độ cuốn hút vào cái tác phẩm ấy và thêm phần hiểu về tác phẩm ấy hơn. Và thực ra một số cái aria thì mình cảm thấy rằng là bản thân của nó thì kể cả nhiều khi mình không cần phải diễn xuất gì, không cần phải chân tay múa may quá gì nhiều, chỉ bằng cái cách điều khiển giọng hát và bằng một ánh mắt hoặc là bằng một cái cử chỉ rất là nhỏ thôi, nhưng mà sẽ làm khán giả cuốn hút hơn với cái tác phẩm và hiểu hơn về cái tác phẩm đấy, cái cách mà mình truyền tải nhé. Xin cảm ơn bạn. Trang Bùi. Có một câu hỏi dành cho bạn Minh Mẫn ạ. Ai là người truyền cảm hứng cho Mẫn tới nhạc cổ điển? Và việc thu xếp để rèn luyện sức khỏe, biểu diễn và học được diễn ra như thế nào? Thứ hai là cái định hướng tương lai tiếp theo của bạn là gì? Có lẽ là bạn muốn hỏi về định hướng tương lai về âm nhạc của bạn như thế nào, thì bạn có thể chia sẻ một chút. Cảm ơn bạn đặt câu hỏi. Câu hỏi khá là dài. thì cái
Mình nghĩ là cái đam mê đối với cổ điển, cái sự thu hút của cổ điển, âm nhạc, thanh nhạc cổ điển và opera đối với mình, đó là cái sự khuôn mẫu, sự chỉn chu và cái tính nghệ thuật đỉnh cao trong bộ môn nghệ thuật opera này. Cho nên là nó thu hút mình, nó cuốn hút, thực sự cuốn hút đối với mình, và mình muốn chinh phục nó. Không chỉ về tính kỹ thuật mà kể cả tính diễn xuất hay là âm nhạc trong opera nó đều rất là hoàn hảo. Và cái định hướng trong tương lai của mình ý, thì mình sẽ vẫn tiếp tục trên cái con đường mà chinh phục opera. Mình không quan tâm mình sẽ như thế nào, mình sẽ trở thành cái gì. Mình chỉ quan tâm là mình được hát, mình chỉ quan tâm mình được sống với âm nhạc, với opera, chỉ như vậy thôi. Cảm ơn Mẫn. Có một câu hỏi dành cho bạn Chí ạ. Ý kiến cá nhân của mình, tức là ý kiến cá nhân của bạn ý là bạn thấy giọng baritone của Quốc Chí có lẽ cũng hợp với cả các khúc nghệ thuật. Liệu bạn có định hướng cho mình chuyên về mảng nào không, về opera hay là về các khúc nghệ thuật hay là cả hai? Ý là em có thích cả romang hay là cả opera, hay là em thích cái nào hơn, hoặc là em muốn sau này mình hát cái gì nhiều hơn? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Đối với cá nhân em thì opera nó giống như là một cái đỉnh cao, một cái thách thức mà bản thân em rất là muốn chinh phục. Còn các khúc nghệ thuật thì thực sự là từ trước khi mình hát opera thì mình đã hát các khúc nghệ thuật khá là nhiều, chủ yếu hát các khúc nghệ thuật. Trả lời câu hỏi của bạn thì mình nghĩ là mình sẽ theo đuổi cả hai. Cảm ơn bạn. Quốc Chí, có một câu hỏi tiếp cho bạn Minh Mẫn ạ. Bạn Minh Mẫn hát La Traviata dù rất là dài nhưng mà rất là cuốn hút và nhập tâm. Bạn đã tập luyện và tìm hiểu cái nhân vật này như thế nào, có thể chia sẻ được không? Câu hỏi rất là hay. Mình cũng rất là muốn chia sẻ cái quá trình mình bước đến và chinh phục cái tác phẩm này như thế nào. Thì thực ra là trong nhóm opera Philia của bọn mình á, có tập hợp lại với nhau để cùng nghe nhạc. Và trong cái quá trình và những cái buổi offline như thế thì mình đã được tìm hiểu về nhà soạn nhạc Verdi, và mình có biết đến vở La Traviata, còn trước đó là mình không hề biết. Thì sau khi mà mình có dành thời gian để xem cả vở đó thì mình cảm thấy mình rất là thích nhân vật Violetta. Có lẽ đấy là lý do vì sao mình cũng rất là giống nhiều người và rất là giống nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Họ rất là muốn được đóng cái vai Violetta này và rất là muốn chinh phục cái âm nhạc trong cái vở La Traviata này. Thì mình nghĩ là mình cũng giống những nghệ sĩ đó. Một nhân vật rất là thú vị. Và mình cảm thấy mình rất là thương và rất là đồng cảm với nhân vật này. Cho nên là mình... khi mà cái concert Panpito này diễn ra thì mọi người có chọn bài, trong đó ban đầu thì mình định chọn một cái bài, mọi người định chọn cho mình cái bài khác, nó cũng khó thôi nhưng mà nó ngắn ngắn gọn hơn. Nhưng mà sau đó thì mình với anh pianist bọn mình làm việc với nhau ấy. Thực ra bọn mình không có giáo viên, giảng viên thanh nhạc nào đây cả, mà hoàn toàn chúng mình làm việc là hoàn toàn là với cái sự cảm nhận, cái sự trung thành với bản nhạc và những cái góp ý, những cái gợi ý. Là ví dụ như pianist hỏi mình là cái chỗ đoạn này em nghe thì em tưởng tượng ra cái điều gì, hay em cảm xúc của em khi nghe chỗ này em muốn thể hiện ra cái gì, và ngược lại. Như thế mình cũng đặt câu hỏi với pianist như thế, và chúng mình làm việc với nhau là như vậy. Chứ không hề có cái sự mà chỉnh sửa về mặt kỹ thuật thanh nhạc hay là gì cả. Và cái đấy là tự mình và cái cùng với sự góp ý của pianist thì chúng mình hoàn thiện bài thôi. Thì lúc đấy là chỉ là một câu ngắn gọn là hay là mình với pianist đều lúc đấy chọn bài, mình pianist quay ra nhau cười, hay là thế là sempre libera luôn. Và cái quá trình bọn mình tập cái bài này là tất cả vỏn vẹn là trong khoảng hơn một tuần, và có 6 buổi bọn mình làm việc với nhau. 6 buổi bọn mình ghép đàn, thuộc bài, ban đầu mình nói chung là hứng lên thì nghĩ là hay là, nhưng sau tập vào rồi ôi trời ơi, kiểu không biết là mình có thuộc được không, ôi may quá cũng thuộc. Thực ra hôm nay mình biểu diễn thì mình cũng chưa cảm thấy hài lòng, vì kiểu mình ít nhất là về cái sự thăng hoa, mình chưa cảm thấy thăng hoa, hôm nay mình chưa thăng hoa cho lắm. Còn được nghe tiếp, vâng, Mẫn hát sẽ đây là một aria rất là khó, và mình hy vọng là mình sẽ tiếp tục tập nó, hoàn thiện nó hơn nữa. Cảm ơn.
ơn. Cảm ơn bạn. À, có một câu hỏi này chắc là nên để Phúc để đại diện nhóm trả lời, vì bạn ấy hỏi dành cho nhóm nhưng mà Phúc có lẽ là nên trả lời. Mình của bạn Hoàng Bảo Long. Mình có một câu hỏi dành cho tất cả các nghệ sĩ là trong tương lai mọi người dự định sẽ tiếp tục hoàn thiện cái phần nào? Kỹ thuật, nghe hay tìm hiểu nhiều hơn về tác phẩm, hay là về phát âm, tức là ý là về kiến thức, hay là về kỹ thuật, hay là về phát âm, hay là những cái gì khác? Và theo bạn thì cải thiện phần nào sẽ đem lại cho tác phẩm nó có tính thẩm mỹ cái hơn? Trước tiên thì mình trả lời thẳng là cái điều quan trọng nhất của nhóm mình là tiếp tục mọi người như một gia đình với nhau ấy, mọi người chơi với nhau thực sự như anh chị em ấy. Và cái việc đầu tiên mà mọi người muốn tiếp tục đó là giữ cái đam mê đối với thể loại âm nhạc này, đấy là điều quan trọng nhất. Khi mà một khi còn giữ được thì tất cả mọi thứ về phát âm, về âm nhạc, về kiến thức nó sẽ đến. Nhưng mà vấn đề là mình giữ cho mình cái yêu quý, đấy là điều quan trọng nhất. Thế còn nếu như mà hỏi mình là cái gì là cá nhân mình nhá, có thể bạn nào ở đây không đồng, bạn nào có ý kiến khác thì cứ nói nhá. Cá nhân mình trong vai trò là người đệm tác phẩm và trong vai trò dàn nhạc một người ấy, thì mình nghĩ nó là kiến thức về tác phẩm. Mọi người phải nghe nhiều, mọi người chẳng hạn như một người muốn chẳng hạn như là ai muốn hát tốt một aria của Verdi thì phải biết 10 aria, chẳng hạn một soprano muốn hát tốt một aria của Verdi phải biết 10 aria của Verdi ít nhất, phải nghe ít nhất 2 vở hoàn thiện nhất, là hoặc là tìm hiểu về những cái có thể cả về văn học, cả về sân khấu xung quanh cái thời kỳ đấy. Đối với mình thì cái kiến thức nó quan trọng, bởi vì với người nghệ sĩ đứng trên sân khấu thì cái chủ ý là rất quan trọng, mình phải biết là chính xác là mình đang làm cái gì. Xin cảm ơn Phúc. Có một cái câu hỏi này nhưng mà nếu mà chắc là trả lời cho mỗi người thì không biết như nào, bởi vì có một bạn hỏi là nếu mà được đến Ý có cơ hội xem trực tiếp một vở opera thì các anh chị sẽ muốn xem vở nào ạ? Mình cứ đi một vòng nhá. Với mình thì với nếu mà được đến Ý để xem một vở opera thì hiện tại mà vở opera mà mình cảm thấy là mình thuộc và hiểu nhất thì chính là vở Turandot. Và bởi vì mình muốn xem độ hoành tráng, thứ nhất đó là nhà hát của opera Ý khủng khiếp đến mức nào, dàn nhạc to đến mức nào, và người nghệ sĩ trong lúc diễn cái vở nặng như vậy, nhất là soprano, thì không biết là họ sẽ phải làm như thế nào để có thể chinh phục được những cái vở mà nặng nhất như vậy. Mình cảm thấy là mình rất thích cái vở đấy, và đến Ý thì chắc chắn là vở Turandot. Xin cảm ơn. Xin mời anh Phúc ạ. Ok, nếu như mà phải chọn một thì theo cái này thì anh Hải chắc biết câu trả lời của em rồi. Nói chung em là trường phái hơi thực dụng một chút, thì nếu em được chọn một vở em sẽ chọn The Ring của Wagner, bởi vì nó dài nhất, em được đi xem 4 lần chứ không phải là 1 lần. Đấy là nếu như thực dụng em sẽ trả lời là The Ring. Còn một vở của Ý thì em cũng sẽ theo hướng hơi chém to kho mạn một chút. Nếu như mà em muốn đến Ý lần đầu tiên thì em muốn được nhìn thấy cái mà có nhiều nhất ấy, thì sẽ là Aida của Verdi, bởi vì là có tất cả trên sân khấu, tất cả vào cuối màn 2 đúng không nhỉ? Cuối màn 2 có everything. Nếu được đến Ý thì chắc là em sẽ muốn xem vở La Bohème của Puccini. Tức là cái đấy thực ra cũng tập tuệ rồi đấy ạ. Nhưng mà chưa có cơ hội một chút thôi. Thực ra khi mà mới về nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam thì Thu Trang cũng được chọn vào làm kíp 2 để diễn vai Mimi trong La Bohème, nhưng mà cũng chưa có cơ hội để thể hiện trên sân khấu. Thực ra có tập được một vài aria rồi. Rất là hy vọng sớm được xem Trang hát trên sân khấu nhà hát lớn Hà Nội với La Bohème. Còn Mẫn? Mình nghĩ là mình đúng rồi, mình sẽ muốn xem vở La Traviata, vì đối với mình thì mình cảm thấy đây là vở opera đầu tiên mà mình hát nhiều aria nhất trong đấy. Mình rất là kiểu rất là thích cái vở này, cho nên là muốn xem trực tiếp. Bạn cũng đã xem rất là nhiều các phiên bản rồi đúng không? Yes. Vâng, xin mời Hồng sẽ chọn vở nào. Mình rất thích một vở, đó là vở Người thợ cạo thành Saviglia của Rossini. Mình cũng rất là thích cái tác phẩm đó. Còn Trí? Em cũng thích cái vở đó, trong đó có một trích đoạn em rất là thích. À đúng rồi, mình có nghe Quốc Trí
từng nói với mình rất là nhiều lần là bạn rất mong được một lần được chinh phục cái Lago Anfactotum, là cái aria đinh, aria nổi tiếng của cái vở Thợ cạo hình Sphinx. Đây aria siêu khó, hy vọng là sớm sẽ được nghe chị hát. Cá nhân mình thời gian mình cũng không biết chọn đoán vì nó theo mọi người đoán được không ạ? Đoán không biết. thực ra cái vở opera yêu thích nhất của mình là Le Nozze di Figaro, là Đám cưới Figaro. Tuy nhiên thực ra nếu mà đến Ý thì vở opera mình muốn xem có hai vở, mình không biết lựa chọn nào, tùy thời gian. Một là Aida, hai là Nocma. Đây là hai cái vở mình rất là muốn được xem trực tiếp tại Ý do các nghệ sĩ Ý hát. Xin một câu hỏi dành cho Minh Hồng ạ. Tại sao mới là sinh viên thanh nhạc năm thứ nhất mà chị đã biểu diễn gần như rất là thành công một tác phẩm rất là khó như vậy? Dự định tương lai của chị trong cái thời gian sắp tới như thế nào để tiếp tục nâng cao trình độ để trình diễn các tác phẩm thính phong cổ điển? Đây cũng là một câu hỏi rất là thú vị đối với mình. Tại vì trước khi mà mình hát cái tác phẩm, ví dụ như tác phẩm Stride la Vampa, thì mình cũng tự đặt câu hỏi cho mình là liệu mình có hát được hay không, bởi vì cái kỹ thuật của mình còn đang gặp rất nhiều vấn đề, mình tự nhận thấy cái điều đó. Thì mình cũng coi nó là một sự thử thách. Và trong quá trình tập luyện thì mỗi ngày mình cảm thấy là mình dần dần mình ngấm được cái tác phẩm đó, và cùng với đó thì mình đã phát hiện ra rất nhiều những cái lỗi của bản thân và mình sửa nó. Thì mình cảm thấy là rất là đam mê opera, và mình rất là mong muốn là trong tương lai mình sẽ ngày càng chinh phục được những cái tác phẩm khó. Việc đó thì phải đòi hỏi những cái sự rèn luyện thật rất là chăm chỉ và một cái quyết tâm rất là lớn. Bởi vì để trở thành một nghệ sĩ opera, để có thể chinh phục được những tác phẩm khó thì phải rất là mất nhiều thời gian và công sức. Ngoài ra còn là một sự hy sinh nữa. Nếu như dám hy sinh rất nhiều thứ, thời gian, công sức bỏ ra, thì mình cũng nghĩ là cũng hy vọng là mình sẽ trở thành ca sĩ opera. Cảm ơn bạn. Cá nhân mình thì rất là thích giọng của Hồng. Thực ra là mình cũng theo dõi các nghệ sĩ ở Việt Nam rất là nhiều. Mặc dù là Hồng về mặt kỹ thuật có thể sẽ chưa được quá là xuất sắc, quá là cao siêu, nhưng mà mình rất là thích cái chất giọng của bạn ý. Không có nhiều, thực sự là ở Việt Nam mình nghĩ là không có nhiều giọng mezzo như thế. Bản thân cái giọng mezzo nó đã hiếm rồi, mà cái giọng mezzo ở Việt Nam, một là thường họ có thể họ sẽ hay bị cứng hoặc hơi bị đàn ông, nhưng mà cái giọng mezzo của Hồng nó rất là phụ nữ, nó rất là mềm mại, nó rất là, mình nghĩ đây cũng là một lời giọng tương đối là hiếm đấy ạ. Và mình hy vọng là Hồng sẽ tiếp tục giữ được cái đam mê để có thể theo đuổi được cái con đường này. Đây là câu hỏi của chị Hà Lê. Cái nhân vật của bạn hát hôm nay là công tước xứ Mantova, bạn có cảm thấy khác biệt thế nào khi thể hiện cái vai này so với các vai bình dân kiểu như anh Rodolfo hay là anh Pinkerton hoặc là các cái nhân vật khác ạ? Thực ra thì cái vai diễn trong vở Rigoletto là một vai rất là khó, bởi vì vở này thì nói về một bá tước rất là ăn chơi và sa đọa, và có cái gọi là cái sự mình thực ra là mình không có cái cảm nhận là mình sẽ giống như một bá tước được để ăn nhập với tác phẩm. Nhưng mà mình sau bao nhiêu ngày luyện tập thì mình đã cố gắng là phải hoàn thành ít nhất là 50% để hòa vào được tác phẩm. Đặc biệt đó là chính là giọng hát và diễn xuất. Thì đối với các bà aria khác thì mình cảm thấy nhân vật nó có nét tương đồng với cuộc đời của mình. Nhưng riêng La Donna Mobile thì mình cả không lúc đầu là không hề có. Ít hơn thì đúng là chính xác là mình đã mất 6 năm để ngồi học và chinh phục cái tác phẩm này. 6 năm thì hôm nay thì mình cảm thấy là đủ tự tin để diễn được một La Donna Mobile. Xin cảm ơn ạ.
Xin cảm ơn các cái câu hỏi của các bạn gửi lên trong cái phần giao lưu trực tuyến. Và có lẽ là nếu còn mình còn thấy có một số bạn vẫn còn gửi câu hỏi ạ, nhưng mà mình xin phép bởi vì điều kiện thời gian nó hạn chế, nếu như có vấn đề gì các bạn có thể vẫn tiếp tục gửi câu hỏi lên fanpage Opera và Thanh Nhạc Cổ Điển, và mình sẽ trả lời, mình sẽ thay mặt các nghệ sĩ trả lời và hoặc là cho các bạn. Vâng, và chúng có lẽ là chương trình đến đây thì cũng muộn rồi, và mình xin phép kết thúc, và hy vọng là sắp tới mình sẽ được gặp lại khi mà điều kiện dịch giã nó ổn định hơn, chúng ta sẽ được sớm gặp lại nhau trong một cái concert lớn, concert có khán giả trực tiếp. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Mọi người sẽ mình có lẽ là mình sẽ tặng các bạn, các nghệ sĩ muốn tặng các bạn một cái bản beat, bản hát encore gửi đến toàn bộ những khán giả đã vẫn còn theo dõi cái live stream đến bây giờ ạ.